Good morning. Sáu giờ sáng, tự nhiên ngủ thức dậy xong rồi cái release cái video xong mình thấy mình không ngủ được, tính tới 9 giờ mới đi chạy lên trường cho con gái. Mà bây giờ mình muốn pha cà phê hay trà, không biết pha cái nào. Làm cà phê đi ha. Cà phê cho nó đậm đà. Đồ cũng hơi khá nhiều, không biết khi nổi không. Trên trường thì có mấy đứa bạn trai, con trai thanh niên nó giúp đỡ bạn của con gái. Nhà đây thì có thằng con trai với mình, không biết khiêng lên nổi không. Phải ráng thôi. Làm cà phê. Cà phê mang từ Việt Nam vậy. Cũng ít đúng không? Cuối tuần rảnh rỗi thì pha chứ. Ngày thường biếng quá. Ok. Ok, thấy đói bụng quá nên mình ăn một cái ly gói mì. Rồi cái này là cái spam pate mà hồi xưa lính Mỹ hay hay ở Việt Nam á, người ta mình Việt Nam mình thích ăn cái này lắm. Tôi thường chiên lên. Nhưng mà tại hôm nay mình lồng biển quá, với lại ngày xưa mình ở trong lính á, mình cũng hay ăn sống vậy nè, không phải sống nó chín rồi, nó chỉ là không có chiên lại thôi. Thì trong trong trại lính mình, trong cái barracks ngủ mà đâu có đâu có lò chiên đâu, cho nên mà khi mình chỉ có lấy được nước nóng rồi làm mì xong rồi mình cứ cắt miếng này thảy vô ăn. Ly cà phê của mình đây. Ăn chút thấy xót ruột quá cho nên ăn rồi khiêng đồ ra xe. Ly cà phê xong rồi. Cà phê đen. Đang nóng và mình sẽ bỏ cái bịch bịch đường này vô. Đường này là đường giả. Nhiều người nói cái đường này còn tệ hơn là đường đường thiệt. Nhưng mà đường thiệt thì mình đã độ cao đường này không được. Cái này là nó chỉ làm cho cái miệng mình tưởng là ngọt thôi, nhưng mà nó không phải là chất đường. Cái chất hóa học nó có cái chất làm cho mình tưởng tượng là ngọt, nhưng mà thật ra nó không có ngọt. Người ta uống cái này rất là nhiều rồi anh. Cũng có nhiều cái diet Pepsi, diet Coke rồi gì, người ta cũng dùng cái chất này. Ai, cà phê nóng. Trời lạnh lạnh uống cũng đã. Mới coi mì mềm chưa? Ok, mềm rồi. Cắt cái pate này vô. Ai, đợi lính hồi xưa là đó. À, trong trại mình á, hồi lúc mà đóng ở San Diego á, khi mà được đi ra chợ Việt Nam cái mua một cái tương ớt bỏ trong cái locker của mình. Nhiều khi mua hamburger này nọ rồi, hay là chicken nuggets đó, cái mình lấy ra mình chấm, lấy ớt tương ớt ra mình chan lên mình ăn. Mấy Mỹ nó thấy lạ dễ sợ, nhất là Mỹ trắng á. Mì Mỹ thì nó thích ăn cay, còn Mỹ trắng thì nó làm lạ nó. Hamburger mà bỏ nó vô nữa. Cái này là cái pate nè. Lúc ở trong barracks tối tối buồn buồn ngồi ăn cũng đỡ ghiền. Nhiều khi ăn cơm rồi nhưng mà đến tối vẫn đói, nhất là tuổi thanh niên, tuổi trẻ đó.
Giờ này ở bên đây á, mình muốn đi ra ngoài ăn là chỉ có Denny's, IHOP, McDonald's với mấy cái tiệm mà fast food thôi. Thấy sốt ruột ăn cho đỡ ghiền chứ không đã gì hết. Ok, thôi mình ăn ăn xong lo khiêng mấy cái đồ nhẹ nhẹ ra xe trước, rồi ngoài để con nó thức dậy mình khiêng cái nệm lên. Tạm chào. Còn hơi sớm nhưng mà mình thấy mà ra ngoài thấy mát quá, đã quá, muốn đi ăn vòng ra ngoài trước này coi có thấy mấy con gà lôi hay con mấy con nai buổi sáng nó hay ra ăn cỏ. Có lúc nhìn được thỏ nữa. Giờ này 6:40 rồi. Sắp đến mùa thu cho nên trời càng ngày nó càng ngắn lại. Buổi sáng á, gọi là ánh sáng mặt trời. Gọi là tháng 5 chưa nằm thì sáng, tháng 10 chưa cười thì tối hả? À, cái đó bên đây nó hơn, nó rõ ràng hơn ở Việt Nam, nghĩa là mùa đông ánh sáng ban ngày nó chất rất là ít, từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều là ánh sáng thôi. Còn mùa hè thì từ 6 giờ cho tới 6 giờ sáng cho tới 8 giờ tối mình mới thấy con thỏ chạy nè, để coi coi. Nha, thường thường bên đây nè có rất nhiều mấy con thú vật nó ra nó ăn cỏ, gà lôi, nai rồi thỏ. Bữa nay còn sớm quá chưa thấy ai hết, thôi điên vòng nữa coi có gì không. Thôi không có gì hết, đi vô còn sớm quá, thôi cháu nằm nghỉ lưng chút xíu rồi chờ con thức dậy đi. Tại hứng đói bụng thức dậy ăn chút xíu rồi mới muốn đi ra ngoài cho thấy có gì lạ không, không có gì hết. Sớm quá bà con còn ngủ, thú vật nó cũng chưa đến. Ok, thôi tạm chào. Sáng sớm tưới cỏ như vậy đây. Ok, bây giờ mình trở lên. Cách đầy xe truck hết à, quên quên quay cái hai cái nệm mà sao nếu mà mình cột gì không biết có chắc không nữa. Hy vọng mình chạy chậm chậm ở ngoài freeway không bị cảnh sát thổi. Good luck, thôi đi nha. Hôm nay trời đẹp bão luôn, bạn nhìn thấy mấy cái nhà bên bên vách núi bên đây nè, chắc đẹp lắm á. Lẫn quẩn trong mấy cái cây cối đó có những cái nhà đẹp lắm. Trời hôm nay quá đẹp. Mình đang suy nghĩ nếu như giờ này mà đi xuyên bang lên Canada chơi chắc vui, lái xe có bạn có một bạn đời ha. Đi chung lên trên đó chơi cả cả tháng 2 tháng về. Nghe trời đẹp như vậy lái xe vui, nhìn cảnh đồ thấy rất là đẹp luôn. Rất tiếc thằng con trai mình nó cũng không thèm đi theo nữa. Ok rồi, ngắm cảnh chạy tàn tàn đây. Tới cái cầu cầu này nó gọi là Venetia, phải trả tiền 6 đồng để đi qua. Cuối tuần người ta đi lên đây cũng nhiều.
rồi thì đi bên tay trái đó, họ chạy nhanh, còn mấy người này phải trả tiền mặt đây. Có tiền mặt đưa ra thì đi lại nhanh, mất công khỏi phải thối, đủ 6 đồng. Trả tiền xong, bây giờ mình chạy vào cái cầu. Cầu này nó bắc qua cái con sông. Bạn thấy nhà máy có cái khói, ống khói xịt khói lên á, là phải lọc thật sạch mới cho thả lên trời như vậy. Rồi qua khỏi cái cầu rồi đó. Cái nhà máy này nó có cái ống khói xịt lên, thấy không, sạch. Ở bên Trung Quốc coi mấy cái nhà máy xịt khói lên đen thui, Trung Quốc với lại Nga. Đây là chỗ lọc dầu. Tay phải có cái con đường rầy. Lúc mình bay tới Mỹ lần đầu tiên, đi về Sacramento đặng sinh sống, thì mình đi chính cái con đường này là từ San Francisco Airport đi lên nè. Thì khi mà nhìn ra cái cảnh đồng này, mình thấy trời ơi Cali sao lạ quá vậy. Mình cứ tưởng tượng, tại vì hồi lúc nhỏ mà mình coi phim Mỹ là mình thấy nước Mỹ là toàn là giống như New York City rồi này nọ đấy, phải không? Ra nhìn cái cảnh này thấy cũng lạ lạ. Nhưng mà bây giờ thì mình nhìn lại thì cái cảnh này rất là đẹp, mình rất là thích. Bởi vậy nên mình rất là thích đi lái xe xa như vậy nè. Nhìn cảnh rồi đẹp lắm, nhưng mà cái con đường này thì mình đi quá quen thuộc rồi, ở đây biết bao lâu năm rồi. Mình muốn đi là đi, phải đi lên tới Vancouver luôn nè, đẹp. Mình sẽ thực hiện sắp gần đây thôi. Ở đây là gọi là Fairfield, giữa Sacramento với lại San Francisco. Đây là cái Air Force Base. Quẹo vô đây, quẹo vô trong cái exit này thì đi đến cái phi trường không quân. Hôm nọ Tuấn Marine đi đi qua bên Bắc Đại Hàng á, Tuấn ghé ở đây, bỏ xe ở đây xong rồi Tuấn bay qua bên đó. Thì trong lúc thời gian chờ máy bay á, Tuấn có đến đây chạy xuống nhà mình, rồi hai anh em đi ăn trưa. Là chỉ được gặp được có một tiếng mấy hơn mấy bi. Đó, đây là cái trại không quân của Tuấn ghé. Mai mốt mình rảnh rỗi thì sẽ gọi Tuấn cho biết, rồi sẽ đến Tuấn chơi một vài ngày cho biết. Okay. Vào trong đây là cái Travis Air Force Base. Ở chỗ này không biết sao mà kẹt dữ, không biết nữa. Bữa nay và biết bữa nay là mấy đứa freshman, là mấy cái đứa học năm đầu tiên đại học á, nó dọn vô trong cái nội trú của nó bữa nay nè, nhưng mà chắc không phải là chỉ như những đứa học sinh đâu, mà những là người ta đi lên sắc tô. Thiệt thì có mấy đứa thanh niên nó đang chờ đó, nó khiêng mấy cái nệm với mấy cái thùng này vô cho mình, mệt quá rồi. Sáng mình một mình lôi mấy cái thùng bỏ vô, xong rồi chờ ông anh thức dậy đẩy cái hai cái nệm lên là cột lại, cột quá trời cột, cột với bánh tét kìa. Lúc đầu mình cũng sợ,
chạy từ từ mà ra tới freeway thấy chạy nó đứng nó vững quá thôi, ok chạy cũng tốc độ khá nhanh lên, chạy tới khoảng 60 mile một giờ. Bây giờ thì mình còn 30 phút nữa là tới nơi, thì gọi cho con gái biết rằng nó chuẩn bị, cũng hơi đói bụng nha. Đây có cái thao nhỏ nhỏ đi dọc đường bên xa lộ Mỹ, thường thường có những cái chỗ về nè, ghé vô ăn uống nghỉ mơi nghỉ ngơi rồi. Wow, tới nơi rồi. Lúc nãy chạy ra ngoài freeway cái chỗ này nó thổi gió thổi quá, nó cái nệm nó bay lên mình hết hồn, phải ngừng lại coi nó bị cắt ăn không. Giờ phải tháo dây ra đây. Xong rồi. Giờ hỏi đi chợ con gái coi nó cần mua gì không, chở nó đi ra chợ mua rồi mình đi về à, mệt quá. Mới 2 tiếng về nhà lo thằng con trai. Khu này cũng yên lặng quá chứ. Trừ khi mấy con quạ lúc nãy quá trời đông. Ok, giờ này là 3:15 rồi. Mình đang trên đường về. Khiêng hai cái nệm lên xong rồi bắt đầu chở con đi mua đồ. Hai cha con đi ăn lunch. Ăn xong rồi bây giờ trở về cho nó rồi thả xuống, mình phải chạy về liền. Mệt quá. Ở trên đây sao thấy hơi nóng bữa nay. Giờ này gần 90 độ, nóng quá. Thôi đi về. Về kiếm bia lạnh uống. Thôi, tạm chào các bạn. Còn khoảng 20 phút nữa về tới nhà mà buồn ngủ quá trời. Ráng cố gắng lên. Hãy tự hát. Tự hát, tự kể chuyện. Hơi mệt nên buồn ngủ quá trời lên. Cảnh đẹp không các bạn? Bên kia các xe quá trời kìa. Về tới San Jose, yeah, Silicon Valley, yeah, mệt quá, yeah. Ghé vô chợ mua đồ thức ăn xong rồi về làm dinner tối nay luôn, khỏi khỏi đi ra nữa, mệt quá, không muốn đi ra ngoài. Buổi sáng đi hào hứng dễ sợ, còn định đi lái lên Canada, chiều về buồn ngủ chết, mệt quá. Đi không nổi đâu. Cái nãy khoảng chừng còn một tiếng đồng hồ nó về tới nhà mà ngủ mắt nó nặng dễ sợ luôn. Phải vừa ca vừa lái xe. Ui chịu không nổi rồi. Thôi về tới nhà rồi các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, chủ nhật vui vẻ. Ui về tới mệt rồi. Vô lại khui chai bia nóc hết nửa chai rồi. Sáng hứng thú thì lái xe mình còn nghĩ tới đi Canada chơi. Mà nghĩ lái một mình là chắc chắn không nổi rồi. Cái lúc nãy mà đi nửa đường về buồn ngủ quá. Nếu như mình lái mà có hai người lái khoảng chừng 3-4 tiếng nghỉ cho người khác lái xong rồi mình lái lại thì được, lái liên tục nghỉ không nổi nữa. Nhớ hồi xưa lái từ đây qua bên Houston á, mình 5 giờ sáng mình lái cho tới 11 giờ tối mình mới đi tấp vô motel ngủ, nghĩa là chỉ hết xăng đổ xăng rồi đi vệ sinh rồi đi tiếp ăn sandwich cái gì bánh hamburger vậy rồi đi tiếp và cũng mười mấy tiếng một ngày lái xe nổi. Nhưng mà bây giờ rất là chắc chắn là không nổi rồi. Phải kiếm một người bạn nào đi mới được. Anyway, rồi mua cái con gà, nó thấy nó trong chợ nó nướng sẵn rồi đó, mình mua đại cho con nó ăn, mệt quá không nấu nướng cho nó nữa. Rồi,
Bây giờ mình uống xong cái chai bia này, vô rửa mặt rửa mày, nằm xuống nghỉ một chút. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Bye bye. À đây.